năm tàu sân bay lớn nhất thế giới. Tàu sân bay đóng vai trò căn cứ di động trên biển cũng là niềm tự hào quân sự của các cường quốc. Việc sở hữu các tàu sân bay cỡ lớn cho thấy tiềm lực quân sự cũng như trình độ công nghiệp và tài chính của từng nước. Trong năm loại tàu sân bay lớn nhất thế giới, riêng Mỹ đã sở hữu hai lớp khác nhau, theo Naval Technology. Lượng giãn nước đầy tải 100.000 tấn khiến siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford CVN-78 của Mỹ trở thành tàu sân bay lớn nhất thế giới. Chiếc đầu tiên thuộc lớp Ford được bàn giao cho Hải quân Mỹ hồi tháng 5 để thử nghiệm trên biển trước khi đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu cơ bản IOC vào năm 2020. Đường băng của USS Gerald R. Ford rộng tới 78 mét, được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, EMALS và cáp hạm tối tân. Tàu có thể mang tới hơn 75 máy bay các loại cùng thủy thủ đoàn 4.539 người. Siêu tàu sân bay mới của Mỹ trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A-1B có công suất gấp 2,5 lần so với lò phản ứng trên tàu thuộc lớp Nimitz. USS Gerald R. Ford được trang bị các vũ khí phòng thủ như tên lửa phòng không tầm trung RIM-162, ISSM, tầm ngắm RIM-116 RAM Block II và hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần Phalanx cỡ nòng 20mm. Lớp Nimitz có lượng giãn nước 97.000 đến 100.000 tấn, là loại tàu sân bay lớn thứ hai thế giới. Hải quân Mỹ đang sở hữu hạm đội 10 tàu lớp Nimitz, chiếc mới nhất là USS George H.W. Bush CVN-77, được biên chế tháng 1 năm 2009. Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz được thiết kế để hoạt động trong 50 năm, chỉ với một lần đại tu và nạp nhiên liệu. Lớp Nimitz có khả năng chuyên chở hơn 60 máy bay các loại và thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người. Đây đang là loại tàu sân bay chủ lực giúp Mỹ triển khai lực lượng quân sự tới khắp nơi trên thế giới. Tàu sân bay lớp Nimitz được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, giúp tàu đạt tốc độ tối đa hơn 55 km/h để chống lại các mối đe dọa. Tàu được tích hợp tên lửa tầm trung RIM-7, pháo phòng thủ tầm gần Phalanx và tên lửa tầm ngắn RIM-116 RAM gắn ở mũi. Lớp Nimitz sẽ dần dần được Hải quân Mỹ thay thế bằng siêu tàu sân bay lớp Ford trong thập niên 2020. Với lượng giãn nước 65.000 tấn, lớp Queen Elizabeth là những chiến hạm lớn nhất lịch sử Hải quân Anh. HMS Queen Elizabeth, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này, bắt đầu thử nghiệm trên biển từ ngày 26 tháng 6 và dự kiến được biên chế năm 2020. Chiếc tiếp theo là HMS Prince of Wales, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2023. HMS Queen Elizabeth có kích thước lớn gấp 3 lần tàu sân bay lớp Invincible cũ, có thể mang theo tới 40 máy bay và trực thăng các loại. Các hệ thống tự động giúp tàu có thể hoạt động tốt, với thủy thủ đoàn chỉ 679 người. Mỗi tàu sân bay mới của Anh được trang bị một hệ thống pháo Phalanx và sử dụng súng máy để tự vệ. Lớp Queen Elizabeth được trang bị hai động cơ tuabin khí Rolls-Royce MT-30 và 4 máy phát điện diesel giúp tàu có tốc độ tối đa 46 km/h. Đề án 1143.5 Kuznetsov gồm tàu sân bay đô đốc Kuznetsov của Nga và Liaoning của Trung Quốc cùng chiếc INS Vikramaditya thuộc đề án 1143 Kiev của Ấn Độ với lượng giãn nước đầy tải là 58.500 tấn. Lớp tàu này đứng thứ tư trong số các loại tàu sân bay lớn nhất thế giới. Đường băng và sàn đáp có diện tích 14.700 m², giúp đô đốc Kuznetsov có thể mang theo tiêm kích hạm Su-33, MiG-29K, cường kích hạm Su-25UT, GUBP cho nhiệm vụ huấn luyện cùng các trực thăng chống ngầm K-27 cứu nạn, K-27PS và cảnh báo sớm K-31, tàu thường ra khơi với thủy thủ đoàn 2.626 người. Tàu sân bay Nga sử dụng động cơ tuabin khí, giúp nó đạt vận tốc tối đa 59 km/h. Tàu được trang bị pháo phòng không tầm gần AK-630, tổ hợp pháo tên lửa Kashtan, tên lửa diệt hạm B-700 Granit và các bệ phóng rocket chống ngầm RBU-12000. Charles de Gaulle R-91 là soái hạm của Hải quân Pháp, đồng thời là tàu chiến lớn nhất được biên chế ở Tây Âu. Nó cũng là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới, không thuộc Hải quân Mỹ. Tàu dài 261 mét, rộng 64 mét, giãn nước đầy tải là 42.500 tấn. Động cơ hạt nhân cho phép Charles de Gaulle di chuyển với tốc độ tối đa 27 hải lý một giờ, tầm hoạt động không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào lượng nhu yếu phẩm mang theo, tối đa là 45 ngày liên tục. Thời gian giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu cho Charles de Gaulle là khoảng 20-25 năm. Tàu sân bay của Pháp có thể mang theo 28-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, trực thăng EC-725,
Caracal và AS-532 Courier. Nhờ sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước, Catoba Charles de Gaulle là hàng không mẫu hạm duy nhất ngoài Mỹ có thể tiếp nhận vận hành tiêm kích FA-18EF Super Hornet và C-2 Greyhound. Để tự vệ, tàu được trang bị 32 tên lửa phòng không Aster-15 có tầm bắn 30 km, 12 tên lửa tầm ngắn Mistral, 8 pháo Giant 20F2 cỡ nòng 20mm. Những tuyên bố gây sốc của Mỹ về chất lượng tiêm kích hạm của Hải quân Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, ngày 8 tháng 2, trong cuộc điều trần trước Thượng viện, Đô đốc Bill Moran thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã tuyên bố do thiếu ngân sách, lực lượng này sắp phải ngừng hoạt động hai không đoàn trên hạm. Cùng với tuyên bố trên, ông Moran đồng thời cảnh báo hai không đoàn trên hạm khác cũng đang phải đối mặt với khả năng bị tinh giản, giảm thiểu hoạt động triệt để và các đội huấn luyện phi công quân sự dự kiến có thể rơi vào tình trạng gặp nhiều hạn chế. Đô đốc Bill Moran nhận định Hải quân Mỹ đang bối rối với việc các dự án quân sự bị cắt giảm chi phí. Do vậy, ông Moran đang tích cực vận động tăng ngân sách quốc phòng với lý lẽ rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu duy trì kế hoạch chi tiêu hiện tại. Ngân sách quốc phòng năm 2017 chỉ cho phép Hải quân Mỹ duy trì ít nhất là 9 không đoàn trên hạm, cho đến khi một tàu sân bay được cử đến để hỗ trợ cho không đoàn trên hạm thứ 10 hoạt động. Hải quân Mỹ quản lý 10 không đoàn trên hạm và đang trong tiến trình ngừng hoàn toàn hoạt động của không đoàn trên hạm CVW-14 tại căn cứ không lực hải quân Livermore ở bang California. Bên cạnh đó, thì một phát ngôn viên của không lực hải quân Mỹ tiết lộ với trang military.com rằng lực lượng này đã chuẩn bị kế hoạch cho một không đoàn trên hạm về hưu vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Ngay trước khi đưa ra tuyên bố đầy bất ngờ này, trang Defense News dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ đã đăng tải thông tin gây sốc khi khẳng định rằng các phi cơ FA-18 của Hải quân Mỹ là loại khí tài không chiến chủ lực của các đội tàu sân bay. Thế nhưng gần 2/3 trong số máy bay này không thể cất cánh, hoặc là vì phải bảo dưỡng, hoặc là phải chờ đợi linh kiện thay thế mới. Hải quân Mỹ nhấn mạnh, quá nửa số máy bay của Hải quân Mỹ đã bị cấm bay, phần lớn là bởi không có đủ ngân sách để sửa chữa chúng. Thêm vào đó, Hải quân Mỹ được cho là không có đủ kinh phí để sửa chữa các tàu quân sự và danh sách những tàu cần được bảo dưỡng tiếp tục tăng lên. Trước thông tin này, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng tình trạng của Hải quân Mỹ đưa ra những giả thuyết khác nhau. Ông Konstantin Sikov, Phó Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Địa chính trị Nga và là một nhà phân tích có tiếng, tin rằng rất có thể những thông tin mà Defense News đưa ra là đúng sự thật. Ông Sikov nói, Mỹ gần đây đã không chi trả ngân sách cần thiết để bảo dưỡng lực lượng hải quân, cũng như các phi đội máy bay của họ. Các phi cơ của họ đều có tuổi so với những loại máy bay mà Trung Quốc đang có. Vị chuyên gia này nói thêm rằng, kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ đã đầu tư quốc phòng một cách thiếu cân bằng. Trong quá trình phát triển loại khí tài quân sự hiện đại nhất, họ đã bỏ qua nhu cầu nâng cấp các loại vũ khí mà họ đang có. Ông Sikov nhận định, việc đầu tư và phát triển những loại vũ khí mới hiện vẫn chưa mang lại kết quả khả quan nào, trong khi các máy bay, tàu chiến nhìn chung đang phải chịu thiệt. Tuy nhiên, ông Sikov nhấn mạnh rằng rất nhiều lần chính phủ Mỹ sử dụng truyền thông để nói quá về tình trạng của quân đội Mỹ, cũng như hiểm họa Nga và Trung Quốc. Ông cho rằng lý do là bởi quân đội Mỹ muốn gia tăng ngân sách quốc phòng. Ông Sikov nói, tôi cho rằng bài báo của Defense News là một chiến lược gây sợ hãi. Tôi tin rằng khoảng 25-30% máy bay hải quân Mỹ không sẵn sàng chiến đấu, nhưng 2/3 là quá nhiều. Đã có lúc Mỹ có 90% máy bay có thể triển khai chiến đấu. Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Vasily Kashin là nói rằng những vấn đề của Hải quân Mỹ là do họ liên tục hoạt động quân sự trong những năm gần đây. Lực lượng máy bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động liên tục trong các chiến dịch quân sự của Mỹ và nước này đơn giản không thể bảo dưỡng kịp thời. Điều này giải thích lý do vì sao chính quyền Mỹ mới có mong muốn tái phân bổ ngân sách, cắt bỏ một số chương trình quân sự và tập trung vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các máy bay hiện có. Tuy nhiên, ông tin rằng những vấn đề của Hải quân Mỹ không nghiêm trọng như vậy. Nó đơn giản cho ta thấy Washington đã tính toán tài chính sai lầm và không xem xét những hậu quả có thể xảy ra đối với Hải quân Mỹ. Chiến thuật đánh địch của cặp chiến hạm Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo những thông tin được công khai, dù tính năng chiến đấu của Tarantul không bằng Monia 1241.8, nhưng vai trò của Tarantul hiện vẫn rất quan trọng khi phối hợp chiến đấu với Monia. Được biết, trong đội hình tác chiến thì tàu Monia sẽ phụ trách những mục tiêu nguy hiểm, có hệ thống phòng không tốt, trong khi đó Tarantul đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, kết liễu đối phương bằng tên lửa P-15M mang đầu đạn rất lớn của mình. Là lớp tàu tên lửa hàng đầu của Hải quân Việt Nam, vì vậy không có gì lạ nếu Việt Nam đóng thêm những chiếc thuộc lớp tàu này, bởi hiện nay ngành đóng tàu quân sự của chúng ta đã làm chủ được công nghệ đóng tàu Monia và đang có kế hoạch đóng cả những con tàu với cỡ lớn hơn.
Trả lời phỏng vấn báo Hải quân Việt Nam hồi cuối năm 2016, chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cho biết rằng 4 tàu, tức 4 tàu tên lửa Monia, Ba Son đã bàn giao cho quân chủng Hải quân sau một thời gian đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả và 2 tàu đợt này nghiệm thu đều đạt kết quả tốt. Qua hợp đồng và dự án chuyển giao công nghệ này, có thể khẳng định tổng công ty Ba Son đã làm chủ công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh và đây là nền tảng để Ba Son có thể tiếp tục đóng các lớp tàu chiến đấu to hơn và đồng thời hiện đại hơn, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Hiện Ba Son đã tập hợp được đội ngũ lành nghề về xây dựng các tàu chiến hiện đại. Theo đó, khi chuẩn bị dự án đóng tàu Monia, Ba Son đã cử đoàn cán bộ công nhân viên sang Liên bang Nga học tập tiếp thu công nghệ đóng tàu tên lửa theo 33 chuyên ngành. Đội ngũ này sau khi về Việt Nam đã tổ chức đào tạo mới, đào tạo bổ sung cho cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Như vậy tới nay ít nhiều nhà máy Ba Son đã có trong tay hàng trăm cán bộ, công nhân viên lành nghề có khả năng đáp ứng yêu cầu chế tạo công nghệ quân sự hiện đại. Tàu được trang bị nhiều hệ thống radar hiện đại như radar tìm kiếm, phát hiện và bám bắt mục tiêu MR352 Positive E với anten mạng pha nằm trên đỉnh cột buồm, radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống tăng Gapun E, radar điều khiển hỏa lực pháo MR123 Vinpearl. Vũ khí chính của tàu gồm 16 đạn tên lửa KH-35 Uran-E có tầm phóng 135 km, tên lửa nổi bật với ưu điểm nhỏ gọn, khiến tiết diện phản xạ radar thấp, có khả năng bay ở độ cao cực thấp khiến rất khó đánh chặn. Vì vậy, Uran-E được coi là một trong những tên lửa nguy hiểm hàng đầu của thế giới. Phát bắn diệt tăng của pháo Su-152 Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ngoài nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh, pháo kích mục tiêu của địch, pháo Su-152 Việt Nam còn có khả năng chống tăng cực mạnh. Được coi là anh em sinh đôi với Su-122, pháo tự hành Su-152 trong biên chế của pháo binh Việt Nam, khi nó cũng được Liên Xô phát triển, đi vào phục vụ năm 1971. Loại pháo này cũng được sản xuất số lượng rất lớn, dây chuyền chế tạo hoạt động tới năm 1993 mới chấm dứt. Pháo tự hành Su-152 trang bị pháo D-22, cỡ đồng 152mm, có tốc độ bắn 3-4 viên trên 1 phút. Theo lý thuyết, nó có thể bắn 30 viên trên 10 phút hoặc 75 viên trên 1 giờ. Số lượng đạn dự trữ trong xe khoảng 40 viên, thường gồm 36 viên nổ phân mảnh và 4 viên chống tăng. Tương tự Su-122, pháo D-22 là thiết kế cải tiến từ pháo xe kéo D-20-152mm, nên nó dùng chung các loại đạn D-20 như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng và thậm chí là đạn hạt nhân. Biến thể Su-152M sau này còn có thể bắn đạn tự dẫn chính xác cao Krasnopol. Để chống tăng, pháo tự hành Su-152 có cốc nâng hạ từ âm 4 độ tới dương 60 độ, lắp trong tháp pháo quay 360 độ, với các viên đạn nổ phá nặng 34-43 kg. Pháo 152mm của Su-152 có thể tạo ra chấn động khủng khiếp, khiến kiếp lái xe bọc thép chiến đấu chết ngay lập tức. Với trang bị này, Su-152 còn được coi là vũ khí chống tăng cực hiệu quả, khi nó có thể xé nát bất cứ dòng tăng nào dù được bọc giáp tốt nhất. Ngoài vũ khí chính là khẩu pháo 152mm, Su-152 còn một súng máy phòng không cỡ 7,62mm đặt trên nóc tháp pháo. Xạ thủ có thể điều khiển bắn từ trong xe mà không cần chui ra ngoài. Không chỉ mạnh về hỏa lực, Su-152 còn được đánh giá cao về sự cơ động khi Su-152 sử dụng khung thân xe bánh xích của hệ thống tên lửa đối không SA-4. Lắp một động cơ diesel 520 mã lực cho phép đạt tốc độ 60 km/h. Pháo Su-152 có thể vượt lũy cao 1,1m, hào rộng 2,5m và có tầm hoạt động lên đến 300 km. Mặc dù sở hữu nhiều vũ khí hiện đại, nhưng hiện nay pháo tự hành Su-152 vẫn được trọng dụng trong lực lượng pháo binh Nga. Trong cuộc diễn tập bắn đạn thật hồi cuối tháng 3 năm 2017 tại bán đảo Kamchatka, pháo Su-152 tiếp tục chứng minh được sức mạnh và sự tự tin của mình khi hủy diệt thành công mục tiêu từ loạt đạn đầu tiên. Theo số liệu được trang Global Firepower công khai, dù lực lượng pháo binh Việt Nam sở hữu khoảng 2.200 khẩu pháo các loại, đứng thứ 8 trên thế giới, thứ 6 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng số lượng pháo tự hành của Việt Nam lại không nhiều. Sức mạnh chủ yếu của lực lượng này nằm ở hai loại pháo là Su-122 và Su-152. Su-30 MK2 Việt Nam sẽ nát mục tiêu bằng bom và rocket. Quý vị thính giả thân mến, Quân chủng Phòng không Không quân vừa tổ chức bắn ném bom đạn thật tại trường bắn TB5 đối với các loại máy bay Su-30 MK2, Su-22 M4 và trực thăng Mi-8T.
Đợt diễn tập nhằm nâng cao chất lượng công tác, phối hợp chỉ huy hợp đồng giữa các đơn vị, đồng thời tăng cường thực hành cho các phi công trẻ tham gia bắn, ném tiêu diệt các mục tiêu trên biển. Để phá hủy mục tiêu trong diễn tập, tiêm kích Su-30MK2 đã mang theo bom OFAB-250-257 là tiêm kích đa năng, nên Su-30MK2 của Không quân Việt Nam có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến đánh địch ở cả trên không, trên mặt đất và trên mặt biển. Để làm được điều đó, Su-30MK2 có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo, gồm tên lửa không đối không, không đối đất, bom có điều khiển, không điều khiển và rocket. Tuy nhiên, việc mang số lượng đạn tên lửa hay số quả bom còn phải phụ thuộc vào giá treo, không phải giá treo nào cũng có thể dùng để mang hết toàn bộ vũ khí. Ví dụ, tuy có 12 giá treo, nhưng Su-30MK2 chỉ có thể mang tới tối đa 6 đạn tên lửa đối không R-27 hoặc R-73E hoặc R-77, hoặc chỉ mang tối đa 6 đạn đối hải KH-31A, dù mỗi quả chỉ nặng khoảng 600 kg. Tổng cộng 6 quả là 3,8 tấn, trong khi tải trọng vũ khí máy bay lên tới 8 tấn. Vậy, Su-30MK2 có khả năng mang tối đa bao nhiêu quả bom trong tác chiến đối đất? Do Su-30MK2 được thiết kế dựa trên khung thân cơ sở máy bay Su-30MK nên có thể căn cứ khả năng mang phát của Su-30MK để xác định số bom mang trên Su-30MK2. Một chiếc Su-30MK có thể mang tổng cộng 6 bom có điều khiển KAB-500 hoặc 3 bom có điều khiển KAB-1500 hoặc 8 bom không điều khiển FAB-500T hoặc khoảng 20 bom không điều khiển OFAB-250-270. Được biết, OFAB-250-270 là loại bom không điều khiển có trọng lượng 266 kg, gần tương đương với con số 270 trên tên quả bom. Trong đó, phần thuốc nổ nặng 100 kg, bom được dùng để sát thương trên bộ phá hủy nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả xe thiết giáp. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.